Đây là thứ ba, 25 tháng 5, bây giờ là 5:44. Chương trình thiền của ngày hôm nay thì vẫn như các chương trình thiền của ngày hôm trước. Mình sẽ bắt đầu với 12 phút thiền trong yên tĩnh. Chỉ tập trung vào suy nghĩ trong vòng 12 phút, đếm hơi thở. Hôm nay có vẻ mình ngồi thiền được ok hơn hôm qua. Trong vòng 12 phút thì mình có tập trung đếm hơi thở có chủ đích hơn và có vẻ tập trung hơn, mặc dù khá là ồn, tiếng xe cộ đi lại, nhưng mà có vẻ là ok hơn. Bây giờ mới vào tiết mục chính, mở khớp và ngồi thiền tư thế kiết già. Cái này mới là cái hay hò này. Hôm qua mình đã ngồi được 3 phút, hôm nay mình sẽ thử với 3 phút rưỡi. Khá là căng, khá là đau, nhưng mà mình sẽ cố gắng quên đi nỗi đau này. Màn khởi động coi như đã xong. Bây giờ mình sẽ vào 3 phút 30 giây thiền tư thế kiết già. Đạt chỉ tiêu của ngày hôm nay. Mình thấy trong lúc mình ngồi thì chân này có vẻ chưa bị tuột, đỡ đau hơn rồi. Ngày hôm nay thành công. Thứ tư, 26 tháng 5, 6:39. Hôm nay mình cho phép mình ngủ thêm một tiếng. Mình vào việc luôn. Sài Gòn, gần 7 giờ sáng. Thời tiết âm u, nhiều mây, ẩm ướt. Landmark mất đầu. Ok, không dài dòng nữa, mình vào việc luôn. Vẫn góc ngồi quen thuộc, nhưng đã muộn hơn một chút. Bắt đầu cho ngày hôm nay là một bài thiền 12 phút. Ngồi thoải mái nhất có thể và chỉ tập trung vào hơi thở. Dự kiến bài tập thiền 12 phút tập trung vào hơi thở của ngày hôm nay sẽ khó khăn hơn hai hôm trước, bởi vì bây giờ muộn hơn, gần 7 giờ rồi, ồn hơn, nên là mình sẽ phải tập trung vào suy nghĩ và hơi thở mạnh hơn hai ngày trước. Nhưng không sao, chơi nó.
các bạn ạ. Suy nghĩ của mình nó vẫn đang quá mày chơi, vẫn chạy lung tung. Nhưng sao? Mình nghĩ nó là cái chuyện bình thường, không thể nào nhanh được. Lát nữa mình sẽ tìm kiếm xem có cách nào ngoài là tập trung vào hơi thở trong lúc thiền không. Bây giờ mình sẽ qua khúc thú vị nhất. Mở khớp. Rồi, bây giờ mình vào bài mở khớp. Chuẩn bị cho thiền tư thế kiết già. Màn khởi động đã xong. Mục tiêu cho tư thế ngồi kiết già ngày hôm nay 4 phút. Dự kiến nó sẽ là một ca khó. Khó nhưng mà thú vị. Ok, vào bài luôn. Làm nhanh, nghỉ sớm. Nhưng mà dù sao thì cũng đã là một thành công nhỏ trong ngày hôm nay.